Tối ngày 16 tháng 4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy. Hậu quả vụ tai nạn là một nam thanh niên tử vong, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Sau khi có xảy ra va chạm, chủ phương tiện xe ô tô có liên quan đã rời khỏi hiện trường. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 16 tháng 4, nhiều người dân đang sống ven quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn phường 2, thị xã Cai Lậy, đang ở trong nhà thì nghe tiếng va chạm mạnh ở ngoài đường theo hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Lúc này, nhiều người nhìn ra đường thì phát hiện có một phương tiện xe ô tô con vừa lướt qua. Tiếp đó, nhiều người dân ra xem thì phát hiện sát giải phân cách có một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang nằm bên cạnh xe máy mang biển kiểm soát 63F98335. Tuy nhiên, nạn nhân bị thương khá nặng nên được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và trên đường đi thì nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nằm cạnh giải phân cách, khu vực trên rất tối tăm. Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời truy tìm phương tiện có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.